đèn năng lượng.net xin chào các bạn. Cửa hàng đèn năng lượng chúng tôi chuyên cung cấp những dòng đèn và thiết bị điện sử dụng hoàn toàn pin năng lượng mặt trời. Thì chúng tôi cung cấp những dòng đèn từ những dòng đèn có công suất nhỏ để chiếu sân vườn, chiếu những cái cổng rào, đến những cái dòng đèn có công suất lớn để chiếu sáng những cái xưởng, những cái sân, hoặc là chiếu sáng công cộng, những cái công trình công cộng bên tôi vẫn có cung cấp những cái đèn chiếu rất sáng. Thì hôm nay xin giới thiệu đến các bạn cái mẫu đèn pin năng lượng mặt trời dòng đèn đường với cái tấm pin liền thể. Thì đây là một cái dòng đèn được rất là nhiều người quan tâm hiện nay. Thì hôm nay mình sẽ so sánh chi tiết những cái dòng đèn mà nó hiện có trên thị trường cho các bạn biết nha. Thì ở trước mặt tôi thì đang có hai dòng đèn với công suất 60W pin liền thể. Thì đây là những dòng đèn được người tiêu dùng hiện tại đang nói là dòng đèn năng lượng mặt trời chống trộm, vì nó có cái chức năng mà giảm cái ánh sáng khi không có người ở khu vực hoạt động của đèn, và sẽ ánh sáng nó sẽ sáng lên, cái đèn nó sẽ tự sáng lên ở cái khu vực mà có người đi tới lui nhiều, thì cái đèn này nó sẽ sáng lên. Thì nhiều người thì nói là đó là chức năng chống trộm, khi có ăn trộm đi tới gần cái đèn sáng lên, trộm sợ trộm chạy. Đó là suy nghĩ của nhiều người khi mà chọn cái dòng đèn này. Thì hôm nay thì mình sẽ phân tích cho các bạn hiểu sâu thêm về cái dòng đèn này. Thì thực sự là cái đèn pin liền thể thì nó có cái tấm pin rất là nhỏ, nó tích hợp vào cái đèn luôn. Cái tấm pin nó nhỏ thì đồng nghĩa với cái bộ pin trong đây nó cũng rất là nhỏ. Vì vậy nếu mà cái đèn này nó sáng xuyên suốt á thì nó không thể nào sáng được nguyên đêm nha các bạn. Nó, nếu mà sáng xuyên suốt thì nó khoảng chừng 4 giờ liên tục là nó hết pin rồi. Chính vì vậy nên nó phải giảm cái độ sáng lại khi không có người ở đó, khi không có người qua lại. Tức là không có người qua lại thì người sử dụng ánh sáng đó người ta không cần, thì cái đèn này tự động nó cảm biến, chuyển động nó sẽ giảm ánh sáng lại. Mục đích nó giảm ánh sáng lại là để nó duy trì cái lượng pin của nó, để nó có thể sáng được xuyên suốt nguyên đêm. Khi có người đi ngang thì nó mới sáng lên, không thì nó chỉ sáng mờ thôi. Đó là cái nguyên lý chính của cái đèn này. Chứ theo mình thì nó không có chống trộm. Tại vì chống trộm thì nó phải có cái hệ thống an ninh gì lắm thì nó mới chống trộm, còn cái này là nó chỉ chiếu sáng thôi. Thì cái lý do chính mà mình làm cái video này hôm nay á, để mình so sánh và giải thích thêm cho mọi người hiểu tại sao ở trên thị trường có rất là nhiều giá tiền với những dòng đèn cùng công suất, thì nó có nhiều giá tiền khác nhau. Thì hôm nay thì mình lấy ra hai loại đèn năng lượng trời liền thể cùng công suất nha các bạn, đang bán trên thị trường. Thì các bạn có thể thấy một cái đèn màu đen và một cái đèn màu xám nha các bạn. Thì ở bên tay trái mình là cái đèn màu xám, là nhìn nó rất là lớn. Cái đèn màu đen thì nó nhỏ hơn. Nhưng mà hai cái đèn này thì nó có cùng công suất, nhưng mà cái giá nó lại chênh lệch nhau rất là nhiều. Còn cái đèn màu đen này thì nó có cái giá thành cao hơn cái đèn màu xám này rất là nhiều nha các bạn. Thì đầu tiên thì mình phân tích vì sao nó có giá cái thành cao hơn. Thì mình phân tích đầu tiên là về cái cấu tạo nha các bạn. Cái cấu tạo, cái chất liệu để tạo lên cái đèn này. Thì cái đèn màu xám này thì nó được làm bằng nhựa. Cái vỏ nó hoàn toàn bằng nhựa nha các bạn, nhựa cứng. Còn ở bên cái đèn màu đen này thì nó được đúc bằng vỏ nhôm. Thì giữa cái nhựa và cái nhôm á, thì cái nhựa thì nó không có tản nhiệt tốt, nó tản nhiệt không tốt dẫn đến cái tuổi thọ đèn nó cũng sẽ mau hư. Thì cái vỏ nhôm thì nó sẽ tản nhiệt tốt hơn, cái tuổi thọ đèn nó sẽ cao hơn. Và cái nhựa khi mà mình để ở ngoài trời nắng
khoảng chừng 2 năm thì tự nó phân hủy, nó có tuổi thọ nó sẽ phân hủy. Còn cái nhôm này mình có thể để ngoài trời được tới 20 năm. Tức là về cái độ bền, cái vỏ là mình thấy là cái đèn đen này nó đã vượt trội so với cái đèn xám này. Thì cái đèn vỏ nhôm thì nó nặng gần như gần gấp 2 cái đèn xám này. Đây các bạn, nó rất là nặng hơn cái đèn xám rất là nhiều. Đó là cái so sánh thứ nhất. Cái thứ hai á, thì các bạn để ý, đây là một cái đèn bán thị trường nha các bạn. Đây bán mà rất là nhiều người đang sử dụng cái đèn này. Các bạn thấy là nó vỏ nhựa và hầu như nó không có nhãn mác gì nữa hết. Không có nhãn mác gì các bạn. Thì ở bên mình thường gọi hàng này là hàng chợ. Tức là bán ngoài chợ á, là thường có chỗ nào người ta thơm thảo người ta bảo hành 6 tháng, còn nhiều chỗ người ta không bảo hành. Chỉ bán là bật đèn tráng, bật lên sáng là ok, vậy là thanh toán tiền coi như xong. Nên giá nó rất là mềm. Còn như đây là một chiếc đèn bên mình thường cung cấp, thường mình bán thì mình thường hướng về cho khách xài những cái dòng đèn này thì cho nó có hiệu quả kinh tế. Thì các bạn thấy là ở đây người ta có ghi đèn nhãn hiệu đàng hoàng, đây có nhãn hiệu và ký hiệu đèn, năm sản xuất nha các bạn, có đầy đủ nha các bạn. Đây đèn này đạt được cái kiểm định chất lượng này kia, người ta đóng trên đây rất là rõ ràng. Đó, thì như dòng đèn này thì bên mình bảo hành tới 2 năm cho khách hàng. Đặc biệt năm đầu mà có trục trặc gì thì bên mình đổi mới hoàn toàn, 100% mình đổi mới. Rồi, cái đầu tiên là mình vừa so sánh về cái vỏ nha các bạn. Về cái tiếp là mình so sánh các bạn tiếp về cái bảng pin, cái tấm pin năng lượng mặt trời nha các bạn. Đây thì các bạn thấy thì hai cái tấm pin này nó gần như nhau, nó bằng nhau. Tức là cái tấm pin thì mình tính cái phần màu đen thôi nha các bạn, còn cái viền màu trắng thì nó cũng không có, nó không quan trọng, cái đó chỉ là cái lớp dẫn thôi. Thì cái đèn màu xám này thì nó đang sử dụng cái công nghệ pin poly, còn cái đèn màu đen thì nó đang sử dụng pin mono. Thì như các bạn biết thì cái pin mono thì nó cái giá thị trường nó mắc hơn cái pin poly rất là nhiều. Thứ nhất là cái giá thành nó mắc hơn, cái thứ hai là cái hiệu suất nó rất là tốt, nó cao hơn hàng poly rất là nhiều. Thì cái nên dẫn tới là cái thời gian sạc điện của nó rất là nhanh để đầy bộ pin này, và trời thiếu nắng nó vẫn sạc tốt. Còn poly thì nó không được những vấn đề đó. Poly thì nó chỉ chịu nhiệt tốt thôi, còn hiệu suất nó cũng kém, rồi cái tuổi thọ nó cũng kém, và cái thậm chí về cái thẩm mỹ nó cũng kém nữa. Các bạn thấy cái pin mono thì nó hầu như là nó một màu đồng nhất à, rất đẹp, góc cạnh những cell pin nó cắt rất là gọn gàng đẹp. Còn poly các bạn thấy nó một cái bảng pin này nó tới 4-5 màu và nó hầu như nó sắp thứ tự nó không có được đẹp, và những cái cell pin này kia đồ nó không có đều nhau, nên là một nhược điểm rất là lớn của cái pin poly. Và ví dụ như trời mà thiếu nắng thì pin poly hầu như là thua nha các bạn, không sạc được. Thì mình vừa phân biệt cái điểm thứ hai giữa cái đèn xám và đèn đen nha các bạn. Và cái điểm thứ ba mà hầu như là nhiều người rất là quan trọng mà hầu như là ai cũng thấy, đó là về cái chip LED nha các bạn, chất lượng chip LED. Thì như các bạn thấy ở đây là cái đèn này là có công suất 60W, thì hầu như là đèn nào nó cũng có 60 chip LED hết. Thì mình nhìn về cái ngoại quan thì mình thấy rõ ràng là cái cấu tạo của hai thằng chip LED này nó khác nhau hoàn toàn. Cái chip LED của cái đèn đen này thì nó nhỏ hơn, nó có cái kích thước nhỏ hơn, và cái gương của nó rất là trong, hầu như mình nhìn mình thấy trong suốt luôn nha các bạn. Còn cái chip LED của thằng đèn xám thì nó hơi to hơn,
nhưng mà cái gương cầu của này của nó thì nó lại nó hình như nó ngã sang cái màu trắng đục, nên là cái việc mà truyền dẫn cái ánh sáng của nó sẽ không tốt bằng cái thằng này nha các bạn. Và cái điều đặc biệt hơn là những cái chip LED của cái đèn đen này thì nó có ký hiệu rõ ràng, nó ký hiệu là nguồn gốc hãng xuất xứ của nó rất là rõ nha các bạn. Còn cái thằng đèn xám này thì như nó đang bị thiếu. Và đương nhiên thì về cái vẻ ngoài thì mình nhìn thì mình không đánh giá được gì rồi, thì mình phải so sánh về cái độ sáng của nó thì mình mới biết được. Sau đây mình sẽ mở cái hai cái đèn lên cho các bạn xem. Đây là ánh sáng của mẫu màu xám nha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ thấy cái mẫu màu đen. Đây. Mẫu màu đen nó sáng muốn gấp đôi luôn các bạn, nếu như mà các bạn nhìn ở bên ngoài. Đây, màu đen. Đây là màu xám. À, màu xám thì nó sẽ tối hơn. Màu đen nó sáng hơn rất là nhiều. Thì mình vừa phân tích cho các bạn giữa cái đèn mình gọi là cái đèn chợ đi, và một cái đèn mà để sử dụng tốt ở gia đình, là một cái đèn chợ và cái đèn mình tạm gọi cái đèn này là cái đèn thông dụng đi. Thì các bạn thấy là so sánh giữa hai cái đèn thì nó có sự khác biệt nhau rất lớn, từ về cấu tạo, về cái bề ngoài và về cái độ sáng của cái đèn, nó đều khác nhau rất là xa. Thì chính vì vậy vậy nên là cái giá thành của nó sẽ khác nhau hoàn toàn nha các bạn, rất là khác nhau. Ví dụ như cái đèn này thì mình cái đèn xám này bên mình đang bán lẻ ra thì cái giá nó chưa tới 700.000, chưa tới 700.000 một cái nha các bạn. Còn ví dụ như cái đèn này thì bên mình đang bán với giá là 900.000 trên. Thì đây là cái sự khác biệt giữa hai cái đèn. Thì đây là cái video để mình làm để cho các bạn hiểu rõ tại sao ở trên thị trường nó có nhiều cái nhiều loại đèn và có nhiều cái giá thành khác nhau. Thì hy vọng cái video này giúp các bạn có thể phân biệt được và hiểu thêm vì sao ở thị trường nó có nhiều loại đèn và nhiều loại giá nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp.